Đó, cái cuộc sống tuyệt vời nhất của mình nha. À, bây giờ thì Diễm với các anh chị mình sẽ cùng với nhau, chúng ta sẽ nhắm mắt lại. À, mình sẽ rắc bụi phép màu cho cái buổi Zoom trước khi bắt đầu. Các anh chị hãy hình dung tưởng tượng là khi mình tham gia Zoom của câu lạc bộ thì kết quả mà các anh chị đạt được là cái gì? Trước khi Zoom bắt đầu, các anh chị nha. Này, cảm ơn cả nhà. Đúng rồi, cảm ơn cả nhà. Các anh chị, mình đã đi qua, bữa giờ là chúng ta đã đi qua tầm khoảng là 10 cái thói quen mà mình cần phải rèn luyện lòng biết ơn mỗi ngày. Các anh chị ha, thói quen đầu tiên Diễm xin nhắc lại một chút, tại vì mỗi khi mình qua một cái ngày mới, một cái thực hành mới, thì mình cũng cần phải nuôi dưỡng lại những cái ngày ngày cũ. À, tại vì nếu như mình không có thực hành những ngày cũ là coi như là sẽ không có kết quả đâu các chị. Quan trọng ở đây đó là mình cần phải có cái sự rèn luyện liên tục, rất là kỷ luật, cứ mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày cho đến khi nó trở thành một cái thói quen mới của mình. Chứ mình mới thực hành được có 2 3 ngày mình không thực hành tiếp á, là dần dần thì cái thói quen đó nó sẽ biến mất. Những thói quen tốt mà mình đang rèn luyện này nó sẽ biến mất. Và nếu như mà nó biến mất thì mình không có kết quả gì hết trơn. Chúng ta sẽ ôn lại nè, đầu tiên nên là mỗi ngày các anh chị cần phải cảm thấy là mình thật là hạnh phúc mỗi ngày, bằng cách là chúng ta sẽ ghi ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống mà mình đang có. Cái này là mình đang có nha, có thể là mình đang có một sức khỏe rất là tốt, các anh chị biết ơn sức khỏe của mình, nhờ cái sức khỏe nên là giúp cho mình có thể thực hiện được mục tiêu chăm sóc được cho gia đình. Mình biết ơn tiền bạc của mình, những cái gì, những số tiền mình được nhận. Các anh chị biết ơn ba mẹ của mình, bởi vì ba mẹ của mình rất là vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhờ ba mẹ của mình khỏe mạnh như vậy nên là mình có được cái sự yên tâm bên trong lòng, mình có thể là tập trung để mà mình xây dựng cái sự tự do tài chính. Biết ơn con cái, biết ơn công việc, nói chung ít nhất là 10 điều. Đúng không ạ? Không biết là trong những ngày vừa qua thì bao nhiêu số các anh chị mình vẫn đang duy trì thói quen này, thì các anh chị comment số 1 ạ. Đây là cái thói quen giúp cho các anh chị thu hút điều những cái điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc đời của mình, cũng như là thu hút những cái quý nhân, những cái nguồn lực đến giúp cho mình thực hiện mục tiêu. Nên là thói quen này các anh chị phải rèn luyện, đúng không? Chúng ta phải rèn luyện cho đến suốt cuộc đời mình luôn á. Chứ không phải là 28 ngày đâu nha. Ngày nào mà mình còn thực hành lòng biết ơn, ngày nào mà mình còn cảm thấy biết ơn với những gì mình đang có, thì ngày đó cuộc sống của mình còn có nhiều phép màu. Còn mình mà không biết ơn nữa là phép màu sẽ không xuất hiện nữa. Nha các anh chị, nên là chúng ta sẽ làm tới trọn đời. Và nếu mà các anh chị có con cái các thứ thì cũng hãy hướng dẫn cho con của mình làm luôn. Thói quen thứ hai, đó là cái thói quen mình sẽ chuyển hướng cái sự tập trung của mình, tập trung vào những cái thành công, những cái điều tốt đẹp mà mình đã nhận được trong ngày hôm đó. Thay vì hồi xưa á, là mình mở mắt ra mình hay tập trung vào những cái điều mình chưa có, chẳng hạn như ngày hôm nay có tiền về nhưng mà tiền về ít quá, ngày hôm nay có thành công nhưng thành công nhỏ, mình cảm thấy có gì đâu mà ăn mừng.
thành công phải lớn cơ mình mới ăn mừng, thành công nhỏ không ăn mừng chẳng hạn vậy. Thì khi mà cái thói quen của mình là tập trung vào những cái thứ mà chưa có đủ đầy thì bên ngoài của mình nó hấp dẫn, mà những gì giống nhau hút nhau thì bên ngoài mình cũng sẽ thiếu thốn. Nên là để mà bên ngoài của mình đủ đầy cái gì thì mình cần phải thay đổi lại cái thói quen của mình, đó là mỗi ngày chỉ luôn tập trung vào những cái thành công của mình thôi, luôn tập trung vào những điều mà tốt đẹp mình nhận được thôi. Vậy thì để giúp cho các anh chị rèn luyện cái thói quen này ở bên trong cái tiềm thức của mình á, thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ các anh chị cần phải cầm cái hòn đá nhiệm màu, cầm hòn đá nhiệm màu trước khi ngủ và hãy nghĩ về những cái điều tốt đẹp, những cái thành công mà mình đã nhận được trong ngày hôm nay, và các anh chị gửi cái lời biết ơn. Cái thói quen này sẽ giúp cho cái tâm thức của mình nó sẽ bắt đầu chuyển hướng, tập trung sang những cái thành công, những cái điều tốt đẹp. Ok không ạ? Và có bao nhiêu số các anh chị chúng ta vẫn đang duy trì cái thói quen này, các chị comment số 2. Chỉ cần là các anh chị duy trì những cái thói quen này thôi là cuộc đời thay đổi ngay lập tức luôn. Các anh chị sẽ thấy được cái sự nhiệm màu ngay lập tức luôn đó. Bắt đầu là mình sẽ thu hút rất là nhiều những cái thành công mới đến với mình. Hay vậy đó. Quy luật tập trung của vũ trụ, cái gì mà các anh chị tập trung nó mở rộng. Nên khi mà các anh chị mỗi ngày tập trung vào thành công, tập trung vào những điều tốt đẹp, thì qua ngày mới mà là mình lại tiếp tục thu hút thêm nhiều cái thành công và những điều tốt đẹp các chị nha. Rồi và thói quen thứ ba mình cần phải rèn luyện, đó là mối quan hệ nhiệm màu. Thay vì hồi xưa á, những mối quan hệ xung quanh mình mỗi lần mình nhìn người ta cái là mình muốn giúp người ta, nên mình nhìn những cái điều thiếu sót của người ta khuyến khích, là những cái điểm chưa mạnh của người ta, xong mình bắt người này sửa cái này, người kia sửa cái kia, không ai làm gì cho mình cũng không hài lòng hết trơn á. Thì sao ạ? Khi mà mình làm cái điều đó cái gì, những cái gì mà mình không có biết ơn, những mối quan hệ mình không biết ơn thì vũ trụ sẽ lấy lại để mang đến cho những cái người cần. Nên thành ra những mối quan hệ nào mà mình không có biết ơn thì những mối quan hệ đó sẽ rời xa mình, đúng không? Kể cả chồng, kể cả con, kể cả gia đình luôn nha các chị nha. Nên là thành ra là chúng ta cần phải rèn luyện cho mình làm một thói quen mới, những cái con người xung quanh vũ trụ mang đến là để cho các anh chị có một cái cơ hội mình rèn luyện, mình cho đi tình yêu và lòng biết ơn. Thì đây mới là cái chủ đích, cái chủ đích đúng đắn, đúng chủ đích của vũ trụ, đúng sứ mệnh của vũ trụ mang đến cho mình. Nên là thành ra là mình phải thực hiện đúng cái sứ mệnh, nên những con người xung quanh là để yêu thương và để mình ghi nhận và mình biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đang có ha. Nên thành ra là khi mà mình gặp ai đó xung quanh cuộc sống của mình thì mình phải nói với chính mình rằng là đây là cơ hội để mình cho đi tình yêu, xem mình quan sát xem là làm như thế nào để mình cho đi nhiều tình yêu nhất càng tốt, nhiều cái điều biết ơn nhất càng tốt ha. Mình sẽ tập trung vào những cái điểm mạnh của người ta, đúng không ạ? Đó, mình khen ngợi, mình yêu thương, mình ghi nhận, mình biết ơn, và mình xem là mình có thể làm được những cái điều gì tốt đẹp cho họ hay không. Đó, và mình làm những điều tốt đẹp cho họ, được không ạ? Đây là một cái thói quen mới nha. Thói quen mà các anh chị cần phải rất là nghiêm túc để rèn luyện luôn á. Các chị biết rằng là mỗi khi mà các chị cảm thấy không vui, không có thoải mái, không có hạnh phúc là mình biết rằng là mình đang chưa có lòng biết ơn. Mỗi khi mà mình cảm thấy mình chưa vui một ai đó là các chị biết rằng là mình chưa đủ lòng biết ơn rồi đó. Ngay lập tức là mình phải chuyển hóa liền sang cái lòng biết ơn liền. Và những cái con người xung quanh của mình là để yêu thương. Nha các chị nha. Bây số các anh chị biết ngày hôm nay mình vẫn đang rèn luyện nữa ha. Thói quen này thì comment số 3. Khi mà các anh chị làm cái điều này thì các anh chị sẽ thấy rằng là những cái mối quan hệ xung quanh mình sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Các anh chị sẽ hòa hợp được hết tất cả những mối quan hệ. Và các anh chị đi tới đâu sẽ có rất là nhiều những cái quý nhân phù trợ, hỗ trợ, hậu thuẫn, giúp đỡ cho mình đi đến thành công rất là nhanh. Và chỉ cần là mình học cái cách mối quan hệ nhiệm màu này thôi thì tiền bạc của các anh chị nó cũng về từ mọi ngõ ngách luôn. Vậy như người ta thương yêu mình á, thế là người ta cũng có xu hướng là luôn muốn mang những điều tốt đẹp đến cho mình đó các anh chị. Có nhiều quà, có nhiều tiền hay này kia, người ta cũng cho mình hết trơn.
À, chỉ cần thực hiện tốt cái này thôi là tiền nó cũng về từ mọi ngõ ngách. Chồng có nhiêu tiền đưa hết. À, ba mẹ chồng có nhiêu tài sản giao hết, giao cho mình yên tâm. À, hết. À, cái gì ha, tự dưng tiền mình về là công việc kinh doanh của mình nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Tại vì sao ạ? À? Tại khi mà mình biết ơn khách hàng của mình á, thế là vũ trụ mang đến cho mình nhiều khách hàng hơn. Doanh thu lợi nhuận của mình tăng lên. Và mình đạt được mục tiêu. Còn trước đó là mình gặp mọi người với thái độ mình không có được biết ơn tích cực nên thành ra là không ai dám lại gần mình hết. Còn bây giờ trời ơi, khách hàng gặp mình khách hàng mê lắm. Khách hàng còn là sao à, yêu thương quý mến tin tưởng mình, còn giới thiệu rất là nhiều khách hàng khác cho mình nữa. Nên các anh chị hiểu lý do vì sao khi mình thực hành mối quan hệ nhiệm màu tiền về như hơi thở mà. Chị nào bắt đầu hiểu được comment tôi gì à, chỉ cần mối quan hệ nhiệm màu thôi là tiền về như hơi thở luôn đó. Anh chị nào mà đi làm thì sao ạ? À? Sếp của mình trong công ty đúng không? Họ yêu thương quý mến tin tưởng mình, thế là họ có xu hướng là họ đề cử mình cho mình thăng tiến trong cái sự nghiệp. Họ cho mình nhiều cái cơ hội để mình tỏa sáng đúng không ạ? Thế là tiền mình về nhiều hơn. Ừ. Nên là phải tốt nghiệp được bài học mối quan hệ nha. Nếu mà anh chị nào ở đây cái chị mong muốn là mình có những cái thành công lớn về tiền bạc trong cuộc sống thì phải tốt nghiệp được bài học mối quan hệ. Ok nha. Rồi, và mình đã qua tiếp theo. Giờ mối quan hệ tuyệt vời đó nhưng mà không có sức khỏe cũng vậy thôi. Nên thành ra mình đã qua cái sức khỏe nhiệm màu. Chị biết là các anh chị đang rất là cần đột phá về tài chính. Các anh chị, nhưng mà các anh chị phải hiểu rằng là nếu mà mình không có sức khỏe đó, thì tài chính nó không có ý nghĩa gì hết. Có thể là bây giờ mình đang khỏe nên là mình cứ nghĩ rằng là bây giờ tôi đang khỏe mà. Có gì đâu mà phải để ý tới sức khỏe. Nhưng mà khi mà mình không để ý tới sức khỏe, mình không biết ơn sức khỏe của mình thì một thời gian sau các anh chị, trong vũ trụ chỉ có hai trạng thái thôi, một phát triển, hai lụi tàn. Nên nếu như mà mình không có tập trung vào cái việc mình phát triển cái sức khỏe của mình lên để nó khỏe mạnh, càng nói tiếp khỏe mạnh á, thì sức khỏe của mình nó sẽ rơi vào trạng thái thứ hai, đó là sẽ lụi tàn dần. Có thể là các anh chị không nhận ra. À, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó đúng không, khi mà sức khỏe của mình mà nó cho các anh chị thấy được cái dấu hiệu mà rõ rệt luôn là coi như là trở tay không có kịp. Nên là sức khỏe cũng vậy. Một là mình phải chủ động, mình bảo vệ cái sức khỏe của mình để khỏe mạnh, nó phải càng nối tiếp khỏe mạnh. À, chứ không có mình nghĩ rằng là cơ thể mình khỏe mà mình chả chăm sóc gì hết trơn. Nếu mình không chăm sóc gì thì nó sẽ rơi vào trạng thái thứ hai đó, cái chỉ lụi tàn dần. Nên là chúng ta phải thực hành là mình cái việc mình biết ơn cái sức khỏe của mình bằng cái lối sống. À, ngoài cái việc đó là mỗi ngày là mình nghĩ về mình là biết ơn cái cơ thể này của mình đúng không ạ, thì mình cũng cần phải ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý, kèm theo đó là một cái tinh thần lạc quan tích cực yêu đời nha các anh chị nha. À, và khi mà các anh chị mà tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí câu lạc bộ á, thì câu lạc bộ sẽ có một cái bộ công thức để giúp cho các anh chị học được cái cách ăn đúng uống đủ vận động hợp lý như thế nào, và mình bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể của mình ra làm sao để mình chăm sóc được cái sức khỏe của mình tốt nhất. Kèm theo khi mà mình có một cái môi trường lành mạnh á, nó sẽ giúp cho mình luôn luôn cái tinh thần của mình lạc quan tích cực yêu đời. Nên là các chị thấy ai tham gia vào những cái nhóm rèn luyện chuyên sâu của câu lạc bộ ai cũng đẹp ra hết trơn trọi. Nhìn ai cũng phải là rạng rỡ ra đúng không? Da ai cũng tươi tắn ra, nhìn ai cũng rất là năng lượng, rồi có bí kíp hết á cái gì. Và họ rất là tỉnh táo. Một số cái chị hỏi em ơi sao chị học dùm câu lạc bộ chị vô một hai dùm chị buồn ngủ quá, sao thấy cái anh chị tỉnh táo dữ vậy, sao người tỉnh táo gì, người ta có biết kiếp hết đó người ta, thấy không? Nên là thành ra là mình cần phải học cách biết ơn sức khỏe của mình cái chị nha, bằng lối sống. Khi mà mình có sức khỏe là mình có tất cả, có ngàn mơ ước luôn, còn mơ ước gì cũng được hết trơn. Và học hay cũng thấy câu lạc bộ dần dần nó sẽ trở thành hiện thực hết. Còn khi mà không có sức khỏe thì lúc đó cái mục tiêu duy nhất của mình thôi đó là tập trung dùng tiềm thức để có sức khỏe, chứ không có nghĩ ngợi được cái gì hết. Nên là thành ra phải chủ động nha, chủ động bảo vệ cái sức khỏe của mình, gia tăng cái sức khỏe của mình lên mỗi ngày, chứ không có để nó là tự nhiên là sẽ lụi tàn dần đó nghe chị. À, và có bao nhiêu số các anh chị mình đã bắt đầu trong những ngày qua, các anh chị đã bắt đầu biết ơn sức khỏe của mình hơn. Nào, mình đã biết cách ăn đúng uống đủ,
mà vận động hợp lý và bắt đầu mình biết yêu thương cơ thể có nhiều hơn. Cái chị comment tôi Diễm ạ. Cơ thể này nó cùng đồng hành với mình. Hôm qua các anh chị nào có làm cái quy trình chữa lành đứa trẻ bên trong bạn ạ? À? Anh chị nào có làm quy trình này ạ? À? Anh chị biết không? Đứa trẻ bên trong của mình đồng hành cùng với mình mấy chục năm nay. Mấy chục năm nay cái gì cũng hỗ trợ cho mình trơn trọn. Nên là thành ra là mình cần phải có cái cách cư xử đúng mực mà phải yêu thương đúng mực với lại đứa trẻ bên trong của mình. Chứ không nó không vui, nó không hạnh phúc đâu anh chị. Mà nó không có năng lượng làm gì trơn trọn. Bên trong của mình, bên tận sâu thẳm trong tiềm thức của mình cứ có cái gì đó không vui. Mình đè nén nó dưới. Để lâu ngày là cái sức khỏe mình nó cũng không tốt luôn. Nha, nên là thành ra là mình cần phải học cách làm sao để yêu thương bản thân của mình đúng cách. Yêu thương cái đứa trẻ bên trong của mình đúng cách. Và để vui, hạnh phúc nó cùng đồng hành cùng với mình tiến tới cái tương lai. Chứ không là làm gì cũng sợ hết trơn trọi. À, khi mà đồng nhất rồi á, thì Diệp nói với anh chị là bên trong của mình bình an. Bình an, nó hạnh phúc. À, không có cái gì mà cảm thấy là bất an cái thứ nữa và có được cái sự hợp nhất để tiến về phía trước. Nha các anh chị nha. Ok, rồi mình đã qua tiếp theo đó là phép màu trong công việc. Thói quen tiếp theo của mình đó là các anh chị cần phải biết ơn cái công việc mà mình đang làm. Mọi thứ mà các anh chị chạm vào trong công việc thì mình đều phải làm bằng cái tình yêu và lòng biết ơn. Hồi xưa á, hồi xưa lúc mà Diễm đi làm á các anh chị, Diễm nói với các anh chị là lúc đó thì mình đâu có biết về điều này đâu. Mình đi làm sáng mình mở mắt ra mình chả muốn đi làm tí nào, mình nghĩ tới việc đi làm thôi là ta nói là muốn ngủ luôn, muốn nằm đó thôi ngủ luôn. Nói với sếp, sếp ơi hôm nay cho em nghỉ ngày, hôm nay trời mưa quá không đi cũng được. Bữa nào mưa quá cũng muốn nghỉ mà bữa nào nóng quá cũng muốn nghỉ chị, mà bữa nào mà khuya quá sáng thì không nổi, hôm nay em chở máy em đi bơi. Nói chung là có rất nhiều lý do để mà không làm. Mà đi làm thì sao, mà đi làm thì canh giờ rồi tới giờ chưa về, đi làm mà canh giờ về không rồi nghe. Rồi hỏi như sao mà mình có thể phát triển được không trong công việc nổi đúng không? Và cái đó là mình đang không có biết ơn công việc, nên là chúng ta phải thay đổi cái gì. Mỗi ngày mình làm việc cái 8 đến 10 tiếng, nên là nếu mà 8 đến 10 tiếng đó mà mình toàn những cảm xúc không tích cực thì là xong phim luôn. Và mình cuộc đời của mình chỉ thu hút những điều không tích cực thôi, sức khỏe mình không tốt nữa. Mà khi mình không biết ơn công việc thì mình sẽ không có công việc luôn, và khi mà không có công việc là mình sẽ không có tiền, không có tiền để lo cho mình, gia đình và cuộc sống của mình. Nên là thành ra là phải xây dựng cho mình cái thói quen mới, đó là biết ơn cái công việc mình đang làm. À, mỗi ngày khi mà các anh chị trước khi đi làm mình đã phải biết ơn rồi. Sau khi mình tới công ty chạm vào đâu thì biết ơn cái đó, chạm vào cái máy tính của mình thì biết ơn cái máy tính đó, mà nó đã là một cái công cụ giúp cho mình làm việc tốt hơn. Gặp sếp của mình thì biết ơn sếp của mình, gặp những bác lao công hay là những người dọn dẹp cũng phải biết ơn. Rồi, khi mình biết ơn thì mình sẽ làm bằng tình yêu. Khi mình biết ơn rằng là nhờ có công việc này nên là nuôi sống được gia đình của mình, nhờ có công việc này nên là con cái của mình mới được đi học, con cái của mình mới có thức ăn để ăn. Nên hãy nghĩ về những cái điều mình nhận được từ cái công việc đó và mình hãy làm việc bằng lòng biết ơn. Khi mà mình làm việc bằng cái lòng biết ơn thì cái tình yêu nó sẽ được sinh ra, tình yêu công việc sẽ được sinh ra và các anh chị sẽ hoàn thành rất là tốt công việc. Các anh chị sẽ làm, mình sẽ có rất là nhiều cái năng lượng để các anh chị làm việc. Những cái gì mà mình chạm vào nó cũng sẽ rất là chỉnh chu, nó sẽ rất là hoàn hảo. Mọi thứ cái chị chạm vào trong công việc nó sẽ hóa vàng hết, nếu như mình làm việc bằng lòng biết ơn, vì mình muốn trả ơn á. Chẳng hạn như à, nhờ cái công việc này nên là cuộc gia đình của mình mới có cái cuộc sống tuyệt vời. Thành ra mình làm việc bằng là giống như là mình đang trả ơn các anh chị, tại các anh chị làm nó rất là hiệu quả nha. Nên là đây là cái thói quen, là quen số các anh chị mình đã bắt đầu rèn luyện cái thói quen thứ sáu này, phép màu trong công việc, thì các anh chị comment số 6 gì ạ. Rồi sau đó mình đã đi qua cái cánh cửa thoát khỏi sự không có tích cực.
Cái chị đã biết cách chuyển hóa cuộc đời của mình chưa? Khi mà mình thấy có điều gì đó mà không có được tích cực đối với cuộc đời của mình thì mình sẽ làm gì ạ? Cái chị cảm thấy Diễm ạ. Mình sẽ làm gì đây? Khi mà mình thấy có một cái điều gì đó mà không có được tích cực đến thì mình làm cái gì ạ? Mình chuyển hóa đúng không ạ? Mình chuyển hóa làm sao ạ? Chuyển hóa bằng cách nào ạ? Chuyển hóa bằng cách nào? Lơ nó đi. Xong rồi sao nữa? Lên nó đi, sau đó mình biết ơn. Lòng biết ơn. Được không ạ? Đúng rồi, tập trung vào hơi thở. Sau đó là mình sẽ biết ơn. Nha các anh chị nha. Tập trung vào những cái điều mà các anh chị biết ơn thôi. Chẳng hạn như khi mà có một cái điều gì đó mà nó đến mà nó không tích cực á, thì cái điều đầu tiên là mình phải biết rằng là vì sao cái điều này nó đến. Đó là vì luật hấp dẫn, cái gì giống nhau hút nhau, là bên trong của mình đã thu hút nó đến. Bên trong của mình đang không tích cực đó, chắc chắn luôn. Có thể là mấy ngày hôm nay lướt TikTok hơi nhiều, xem mấy cái thông tin đồ hot quá, không có tích cực. Khai thiệt đi đó. Xong rồi lướt Facebook hơi nhiều một chút, thấy mấy tin hot rồi này kia kia nọ, nên là cũng hơi coi một chút đó. Coi khoảng tuần 2 tuần, lướt TikTok khoảng tuần 2 tuần thôi là thấy có dấu hiệu liền. Là mình phải biết cái chị, mình phải nhận biết được là à, là do chính mình đã thu hút cái điều đó tới. Vậy thì do dạo gần đây những cái thói quen nào của mình đã thu hút cái điều đó tới. Khi mà mình nhận biết được đúng không ạ? Thì bắt đầu là mình sẽ thay đổi. Không phải là mình ngồi đó mình lo sợ, mình không vui, không tích cực nha. Để mình còn thu hút cái điều đó đến nhanh hơn. Nên là việc của mình, nó là mình biết ơn. Là biết ơn vũ trụ mà đã nhắc nhở mình. Nên là mình cần phải tập trung vào những điều tốt đẹp và lòng biết ơn. Thế là mình học bài học. Xem vậy thì việc này sẽ ra giúp cho mình, cái chị ghi ra 20 cái bài học, 20 cái bài học mà mình còn phải mình học được từ cái điều này để mình biến điều đó trở thành tài sản của mình đúng không ạ? Sau đó mình sẽ tập trung vào những điều mà khiến cho mình cảm thấy biết ơn. Chẳng hạn như là mình rất là biết ơn cái sự kiện đó, vì cái sự kiện đó đến nó đã giúp cho mình biết được rằng là cái mình cần phải thay đổi cái thói quen này của mình. Mình cần phải tập trung vào những điều tốt đẹp nhiều hơn cái thứ đúng không ạ? Tập trung vào lòng biết ơn thôi. À, sau đó thì khi mà cái bên trong của các anh chị chuyển đổi cảm xúc được rồi thì mình sẽ bắt đầu tập trung vào kết quả các anh chị mong muốn và tiếp tục tiến lên phía trước. Ok nha, nhớ là phải thay đổi cảm xúc ngay lập tức nha. Mọi thứ nó đến từ cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình bằng với cuộc đời của mình. Nên khi mình thấy cảm xúc không tích cực cái là ngay lập tức mình phải chuyển sang lòng biết ơn liền. Ok không ạ? Anh chị nào mà các anh chị chưa rõ, anh chị nào mới vô nè mà các anh chị chưa rõ về cái cánh cửa thoát khỏi sự không tích cực á, thì các anh chị có thể xin trưởng nhóm của mình nha. Diệu có những cái video chia sẻ rồi, sẽ gửi lại cho các anh chị những cái video để các anh chị học lại. Rồi, mình đã qua tiếp theo đó là gia vị nhiệm màu ạ. Mấy ngày hôm nay khi mà các anh chị ăn uống, các anh chị có rắc bụi phép màu vào thức ăn không ạ? Và mình có gửi lời cảm ơn không ạ? Anh chị nào mà mình vẫn đang rèn luyện thói quen này thì comment là số 8. Trời ơi, hay quá ha. Trời ơi, cái chị mà rèn luyện những cái điều này xong, Diễm nói với anh chị là thiên đường ngay tại đây luôn á, chị chứ không cần mà phải đâu xa hết trơn. Không phải là thiên đường là phải chờ tới khi lên đường mới lên được thiên đường luôn. Thiên đường là ngay tại đây, mà địa ngục cũng ngay tại đây. Khi mà cuộc sống của mình á, mà mình không có biết rèn luyện những thói quen này nè, là địa ngục ngay tại đây. Gia đình không vui, không thoải mái đúng không? Ăn cơm cũng không vui, không hạnh phúc cái thứ đó. Là địa ngục chứ còn gì nữa. Còn khi mà các anh chị biết mà rèn luyện những cái điều này vào trong cuộc sống của mình thì thiên đường ngay tại trong cái ngôi nhà của mình. Nhà của mình vui, nhà của mình hạnh phúc, mà bên trong của mình lúc nào cũng bình an đúng không ạ? Trời ơi, vui vẻ, hạnh phúc, thịnh vượng về tài chính. Ok ha, và trước khi ăn, các anh chị nhớ là chúng ta cần phải đầu tiên là rắc bụi phép màu để thanh lọc đồ ăn. À, và các anh chị ráo định là khi mà các anh chị ăn vào thì cơ thể của mình nó sẽ rất là khỏe khoắn, năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc như thế nào. Và mình gửi lời biết ơn tới đồ ăn, tới thức ăn. Đây là cái món quà mà vũ trụ, mà cuộc sống ban tặng cho mình. Sau đó mình gửi lời biết ơn tới những cái con người tuyệt vời đã làm nên cái thức ăn này để cho mình ăn nha. Nói chung á, khi mà các anh chị cho đi những cái suy nghĩ tốt đẹp tích cực á, mình trả tốt tiền vậy chứ.
đâu mà đâu có tốn tiền đâu, chỉ cần ngồi lại tầm khoảng một vài giây để mình làm thói quen này thôi, chả mất tiền gì hết. Nhưng mà các anh chị lại còn thu hút được tiền bạc tài sản, và các anh chị còn có thể tạo ra cho đi rất là nhiều những cái phước phước lành đó, mình giúp cho người khác luôn mà. Khi mà các anh chị cảm ơn những cái con người tuyệt vời làm nên thức ăn này á, là những cái người mà họ làm nên thức ăn đó, họ sẽ nhận được cái tần số năng lượng trực tiếp của các anh chị gửi tới họ luôn, và tự dưng cái cuộc sống của họ nó cũng thành công hơn, nó cũng vui vẻ hơn, nó cũng hạnh phúc hơn, nó cũng trở nên tuyệt vời hơn nha các anh chị nha. Những tần số các anh chị cho đi nó không biết mất đâu, các anh chị đừng nghĩ rằng là trời chắc là mình suy nghĩ gì họ không biết đâu, việc này làm hơi thừa, không có thừa tí nào luôn, nó sẽ đến trực tiếp với lại người cần cần đến đó các anh chị. Và đầu tiên là cái cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, và thứ hai đó là mình gieo được những cái phước lành giúp đỡ được cho những cái con người đã làm thức ăn cho mình, và cuộc sống của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đúng không? Nên là thành ra là khi mà mình rắc bụi phép màu cho một ai đó gửi lời biết ơn, thì tiền bạc của các anh chị lại càng gia tăng, tài sản của các anh chị lại càng gia tăng, mà mình còn tạo được nhiều cái phước đức để giúp đỡ cho người khác nữa. À, cái bao nhiêu số các anh chị mấy ngày hôm nay mình vẫn luôn luôn làm cái gia vị nhiệm màu nha, cái chị nhớ nha, mình phải luôn luôn rèn luyện cái điều này và chỉ cho con cái của mình luôn nha. Trước khi bữa ăn đó, chỉ cho con cái của mình luôn. Hôm nào mình không nhớ là con mình nhắc mình. À, còn không á, cái chị ghi lên cái bàn ăn của mình á, ghi chữ bự ra. Gia vị nhiệm màu, ghi bự lên. Hoặc là cái chị nhắc nhở mình đó là sẽ luôn bước bước thứ nhất, đó là rắc bụi phép màu vào đồ ăn. Bước thứ hai, đó là gửi lời biết ơn tới đồ ăn, dán ngay bàn ăn luôn. Chứ không không nhớ đó. Không là cứ ba vô cái là theo theo thói quen cũ là ăn thôi, ăn xong mới nhớ. À, thật ra chúng ta dán trên bàn ăn đây là chắc cú nhất, như là Diễm bay dán trên bàn ăn luôn, dán ngay tủ lạnh luôn, lên bàn ăn nhìn xuống cái là thấy liền. Ok mà à, chúng ta sẽ đề tài để đi qua cái ngày tiếp theo, đó là 500 tiền bạc ha. 500 tiền bạc có nghĩa là mình sẽ học cái cách làm sao để cho mình có được cái sự đủ đầy, có được cái sự đủ đầy về tiền bạc, có những cảm xúc tốt đẹp về tiền bạc. À, và có trong ngày của mình thì thường á, là cảm xúc của mình không tốt đẹp tiền bạc chỉ khi lúc mà mình chi tiền thôi, đúng không ạ? Khi mà chi tiền cái là tự nhiên thấy không tích cực liền, cái ruột của mình là tự nhiên là nó cảm thấy là nó sốt ruột liền. Thành ra là bây giờ chúng ta phải thay đổi lại thói quen. Khi mà mình làm cái điều đó thì tiềm thức của mình biết rằng là mình đang không có tiền, mình đang không có đủ tiền, nên thành ra là mình mới không vui, mình mới không có hạnh phúc. Và bên trong của mình tiềm thức phát hiện ra cái chị chưa có đủ tiền, cái là bên ngoài là mình không đủ tiền ngay. Nên là thành ra là chúng ta phải thay đổi lại cái cảm xúc của mình. Không có để cho tiềm thức của mình biết rằng là cái chị không có đủ tiền bạc, mà phải để cho tiềm thức của cái chị biết rằng là cái chị rất đủ đầy về tiền bạc. Bằng cách là sao ạ? Mỗi khi mà cái chị chi tiền thì mình đừng có gắn cái việc chi tiền với lại cái việc là mình không có nhiều tiền hơn trong cuộc sống để mình lo. Mà cái chị hãy gắn tới việc khi mình chi trả những cái hóa đơn, bắt buộc những hóa đơn mình xài rồi mình phải chi trả đúng không ạ, thì hãy gắn vào cái sự kiện đó là nhà, điện nước hay là internet hay là các thứ đã giúp cho cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào, và mình gửi lời biết ơn à, tới những cái công ty, tới điện, tới nước giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và các anh chị hình dung tưởng tượng rằng khi mình chi cái số tiền này ra, nó sẽ quay trở lại với mình à, gấp 100 lần, ráo định đi, nó lại quay về, và cái lòng biết ơn của các anh chị càng lớn thì nó sẽ quay về càng nhiều. Ok không ạ? À? Bao nhiêu số các anh chị mấy ngày hôm nay bắt đầu là thay đổi thói quen về tiền bạc rồi, là đủ đầy hơn về tiền bạc rồi, thì các anh chị comment số 9 ạ. À. Rồi, và ngày hôm trước mới đây chúng ta đã vừa đi qua cái buổi phép thuật dành cho mọi người. À, buổi phép thuật dành cho mọi người đó là chúng ta sẽ gửi rắc bụi phép màu cho những cái con người tuyệt vời mà mình gặp ở trong cuộc sống. Kể cả đó là những cái người phục vụ cho mình, những anh chị phục vụ các thứ đúng không ạ? Thì mình cũng phải gửi những cái lời biết ơn nha các chị nha. Khi mà các anh chị gửi những cái lời biết ơn đó, thì tự dưng cái cuộc sống của họ nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Và mỗi ngày thì mình đều tạo ra những cái phước lành từ trong cái suy nghĩ, từ trong cách sống của mình thôi, tạo được những cái điều tốt đẹp. Hoặc là khi mà mình chạy ra đường, mình thấy thương một ai đó quá, thì các anh chị cũng có thể dùng cái bộ phép thuật này để mình rắc cho họ. Như Diễm hồi xưa đó, mà mỗi lần mà mình ra đường, mình thấy mà ai đó trên đường nhìn thấy thương quá, cái tự dưng cái bên trong của Diễm cảm thấy không vui, cái cảm xúc của mình không vui luôn. Và cái chuyện mà khi mà cảm xúc của mình không vui thì cái cuộc sống của mình cũng gặp những cái điều không tích cực, nên là bắt đầu Diễm đã thay đổi khi mình
và mình còn tưởng tượng cho cái cuộc sống của họ nữa đi. Ví dụ như cuộc sống của họ đang chưa được hạnh phúc lắm, cái họ gặp mình xong cái mình lại càng tưởng tượng cuộc sống của họ nó không hạnh phúc hơn nữa, thế là mình lo giùm luôn. Còn người ta đâu có ai mượn đâu, rồi đâu có ai mượn, mình còn tưởng tượng giùm cho người ta cuộc sống ta không tích cực nữa thì mình lo. Từ khi mà chị biết điều này thì sao ạ? Khi mà mình gặp ai đó mà cuộc sống của họ mà chưa được tốt đẹp lên thì Diễm sẽ dùng cái bộ phép thuật của mình để mình rắc vào họ và mình hình dung tưởng tượng rằng là cuộc sống của họ đã bắt đầu thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Ha, và mình cũng rất cảm ơn tất cả những cái người, những con người tuyệt vời mà đã phụng sự, phục vụ cho mình. Đấy các chị nha. Rồi và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua ngày số 11, đó là buổi sáng nhiệm màu. Thực hành đơn giản không ạ? Buổi sáng nhiệm màu chỉ đơn giản là mỗi buổi sáng khi mà các anh chị mở mắt ra, các anh chị biết rằng là ngày mới là một cái ngày mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Mở mắt ra được là mình phải biết ơn rồi. Nên là cái câu mà Diễm hay nói với mình mỗi buổi sáng: cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương và biết ơn. Đó. Mỗi buổi sáng mở mắt ra cái là cái miệng Diễm nhép câu này liền và mình nở một cái nụ cười trên môi. Đấy vậy. Tại vì cái chị biết rằng là có nhiều người á, là họ còn sáng họ còn mở mắt không có được đâu. Đấy, rất là nhiều người họ khao khát có thêm nữa, có thêm một ngày để sống. Đấy vậy. Nên là thành ra là mỗi buổi sáng mình mở mắt ra được, đúng không? Mình còn nghe được tiếng chuông báo thức, mình còn cảm thấy rất là khỏe mạnh bên trong cơ thể của mình, thì đó là một phép màu, đó là một cái món quà rồi. Và mình cần phải biết ơn và trân trọng một cái ngày mới của mình. Như các anh chị nha. Đó, và một cái ngày mới để mà có thể là nguyên một ngày trở nên suôn sẻ thì cái đầu ngày nó quan trọng. Nên là thành ra là tác giả chia sẻ cho mình là khi mình thức dậy xong, đọc cái câu đó, sau đó mỗi bước chân của mình là mình đều gửi cái lời cảm ơn. Chân trái bước xuống giường là cảm ơn, chân phải đi cái là cảm ơn. Mỗi khi mà các anh chị vào toilet, các anh chị rửa mặt, mình cầm vào cái bàn chải thì mình cảm ơn bàn chải, đúng không ạ? Đã phục vụ cho mình chải răng thì mình biết ơn cái hàm răng của mình đã cống hiến phụng sự cho mình, nhai thức ăn các thứ, đúng không ạ? Có một cái nụ cười thật là đẹp rờ vào khuôn mặt của mình thì mình biết ơn cái làn da của mình. Nói chung khi mà các anh chị biết ơn tới đâu thì cái cơ thể của các anh chị nó sẽ khỏe tới đó, à các anh chị sẽ có được nhiều hơn cái đó. Khi mà các anh chị biết ơn hàm răng thì tự dưng cái mình chải răng trong cái sự tỉnh thức á, các anh chị chải rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng, rất là sạch sẽ, đúng không ạ? Và cái hàm răng của mình nó sẽ ngày càng khỏe khoắn hơn khi mà các anh chị biết ơn làn da của mình. À, thì các anh chị tự dưng cái chị rửa mặt cho làn da của mình nó nhẹ nhàng lắm. Thay vì là xưa là rửa cho có thôi, đúng không ạ? Rửa chà 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 chà, rửa cho xong, xong cho nhanh rồi đi. À, làn da của mình nó thiếu cái tình yêu nên là thành ra nó không được khỏe khoắn. Bây giờ chúng ta sẽ rửa mặt bằng cái sự tỉnh thức, bằng lòng biết ơn và tình yêu, thì tự dưng cái làn da của các anh chị nó sẽ ngày càng rạng rỡ đi, nó ngày càng đẹp hơn ha. Và sau đó các anh chị bước ra, các anh chị làm cái gì đó trong buổi sáng thì mình đều phải gửi lời cảm ơn trước khi làm. Điều này sẽ giúp cho mình rèn luyện được lối sống tỉnh thức, được không ạ? Có bao nhiêu số các anh chị rõ cái ngày thực hành ngày hôm nay, các chị comment tôi ạ. À, đây là buổi sáng nhiệm màu ha. Cái buổi sáng nhiệm màu này sẽ giúp cho mình rèn luyện được lối sống tỉnh thức, có được cái sự tập trung, à, cũng như là khi mà đầu ngày mình mà suôn sẻ các anh chị thì nguyên một ngày các chị sẽ thu hút được rất nhiều những cái điều may mắn đến với cuộc đời của mình. Còn thường á, mà đầu ngày mình không tích cực á, thì thường là nguyên ngày mình không có năng lượng để làm gì trơn. À, sáng mà đi về dắp cái chân vô cái giường cái rồi là thấy rồi đó, sáng sớm thấy không được vui đó Trang. Mà khi mình không được vui thì mình sẽ thu hút những không tích cực đến với cuộc đời của mình, nên là thành ra là mình phải làm chủ, bắt đầu làm chủ lại cái cuộc đời của mình các anh chị, à, bằng cách luôn cho đi tình yêu và lòng biết ơn. Và đó là buổi sáng nhiệm màu ha. Ok, có bao nhiêu số các anh chị bắt đầu ha, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ thực hành luôn cái buổi sáng nhiệm màu thì các anh chị comment, đó là số 11, mình đã đi qua ngày 11 rồi. Nhớ nha, nhớ là bắt đầu là ngày mai là chúng ta mỗi một ngày là các anh chị phải check list tìm Diễm nha. Mỗi một ngày là phải check list là mình có 11 cái thói quen rồi đó. Ghi ra một cái tờ giấy, check list vô ngày hôm nay mình đã cảm thấy thật là hạnh phúc chưa? Ngày hôm nay mình đã xem những mối quan hệ xung quanh là để yêu thương chưa? Ngày hôm nay mình đã biết ơn tiền bạc chưa? Ngày hôm nay mình đã biết ơn sức khỏe chưa? Check list vô nha. Các anh chị đánh check list vô, và nếu mà được thì các anh chị sẽ gửi cho trưởng nhóm của mình.
xem là mình gửi chuyện nhóm cái tự dưng cái thấy có người theo dõi mình cái mình làm nghiêm túc liền. Ví dụ trước khi đi ngủ mà thấy hôm nay hình như chưa biết ơn tiền, đánh cho chết đến bị thiếu một cái là nằm ngồi đó đúng mà nghĩ lại mới biết ơn tiền nha. Nên là Diệp sẽ nhờ Diệp câu lạc bộ sẽ gửi cho các anh chị một cái tờ checklist ha của 28 cái thói quen thực hành. Là mỗi ngày các anh chị đánh dấu vào, sau đó các anh chị sẽ gửi cho trưởng nhóm của mình để mà mình thực hành cái này lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi ạ. À? Thôi ok, chị sướng quá. Nó quá sướng rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy sổ ra các anh chị, Diễm và các anh chị sẽ cùng nhau thực hành nha. Nhờ bây từ trước có thể chiếu giúp Diễm cái trang thực hành lên ạ.